tiền giấy ra đời như thế nào? Tiền giấy lần đầu tiên được phát minh vào thời nhà Đường và nhà Tống ở Trung Quốc. Đây là kết quả của một quá trình kéo dài từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Cuối cùng, khi tiền xu trở nên quá cồng kềnh và mất giá trị sử dụng, nhiều nhà kinh tế, triết gia và hoàng đế Trung Quốc đã tìm cách giải quyết vấn đề này. Trong thời kỳ Trung Cổ, người Trung Quốc đã phát triển các công nghệ và khái niệm về tiền tệ mới, cho phép họ phát minh ra phiên bản tiền giấy đầu tiên trên thế giới. Và nhờ con đường tơ lụa mà phát minh này đã được lan truyền đi khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả những đế chế hùng mạnh ở Trung Đông và phương Tây. Trước khi có tiền giấy. Tiền giấy là kết quả của một quá trình phát triển lâu dài bắt đầu từ nhiều thế kỷ trước tại vùng Cận Đông. Người Lydia là những người đầu tiên đúc tiền được nhà nước bảo trợ vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Ngay sau đó thì nhiều nền văn minh khác cũng bắt chước theo. Người Ba Tư, Hy Lạp và La Mã cổ đại đều phát triển đồng tiền bằng bạc, vàng, đồng và đồng thau, tạo nền tảng cho nền kinh tế châu Âu và Trung Đông thời Trung Cổ. Trong khi đồng tiền đúc phát triển ở phương Tây, nó cũng xuất hiện độc lập ở phương Đông. Triều đại Maurya của Ấn Độ, triều đại nhà Tần và nhà Hán của Trung Quốc là những nền văn minh châu Á sớm nhất và thành công nhất trong việc sử dụng tiền kim loại. Họ đã phổ biến ý tưởng về tiền đúc khắp Nam Á và Đông Á, chuẩn bị nền tảng cho sự ra đời của tiền giấy sau này. Vào cuối thời cổ đại, các ý tưởng kinh tế của phương Tây và phương Đông cuối cùng giao thoa với nhau dọc theo con đường tơ lụa, đánh dấu bước phát triển quan trọng tiếp theo của tiền tệ. Con đường tơ lụa và tiền đúc. Con đường tơ lụa về bản chất là một hệ thống gồm các tuyến đường bộ và đường biển nối liền Đông Á với Trung Đông và châu Âu. Hệ thống con đường tơ lụa đầu tiên tồn tại từ cuối thế kỷ thứ 2 trước công nguyên đến giữa thế kỷ thứ 3 sau công nguyên, chuyên chở hàng hóa, ý tưởng và con người. Hệ thống này bao gồm các đế chế của Trung Quốc, Ba Tư, La Mã và Kushan. Trong số đó, đế chế Kushan thường bị bỏ qua, nhưng các nhà lãnh đạo của nó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đồng tiền và tiền giấy. Bốn đế chế lớn dọc theo con đường tơ lụa đều sử dụng đồng tiền kim loại nhưng với các tiêu chuẩn cân nặng khác nhau. Điều này gây khó khăn cho các thương nhân khi đổi tiền giữa các đế chế. Người cai trị Kushan đã đưa ra giải pháp là tiền Kushan dựa trên tiêu chuẩn cân nặng La Mã. Những ý tưởng như vậy dần lan truyền trên khắp thế giới cổ đại và Trung Cổ, cuối cùng sẽ dẫn đến sự ra đời của tiền giấy và tiền tệ tiêu chuẩn. Tiền xu Trung Quốc. Khi đồng tiền đúc phát triển ở Trung Quốc, nó có hình dạng vật lý khác biệt so với các nơi khác. Chính quyền nhà Hán và nhà Tần đã phát triển một phương pháp tiêu chuẩn hóa gọi là chuỗi hay quan. Trong hệ thống này, 1.000 đồng tiền có lỗ vuông được sâu lại thành một chuỗi hay quan, trở thành tiêu chuẩn tiền tệ của Trung Quốc thời cổ đại. Tiêu chuẩn quan được hệ thống hóa dưới thời nhà Đường năm 618 đến 907. Nhưng vào thời điểm đó, nền kinh tế Trung Quốc đã tiến gần hơn tới tiền giấy. Trên thực tế, tiền giấy xuất phát từ tiền vải hoặc tiền da được sử dụng trong giao dịch thương mại Trung Quốc vào thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9. Vào thời nhà Đường, các chuyên gia Trung Quốc sử dụng lụa, một loại vải quý giá để làm phương tiện thanh toán. Lụa được cắt thành những mảnh có kích thước và hình dạng nhất định và được đóng dấu xác nhận của chính quyền để đảm bảo giá trị. Đến vào thời nhà Tống, do nhu cầu giao dịch ngày càng tăng lên, tiền da được sử dụng thay thế cho tiền vải. Tiền da được làm từ da động vật, thường là da dê hoặc da trâu, và cũng được đóng dấu xác nhận của chính quyền. Việc sử dụng tiền giấy còn được gọi là tiền bay, lần đầu xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 9 giữa các tỉnh của Trung Quốc. Ban đầu, tiền bay chỉ dành cho các quan chức cấp tỉnh, sau đó nó được mở rộng cho các thương nhân. Quá trình phát triển tiền giấy diễn ra tốt đẹp khi nhà Tống lên nắm quyền, nhưng vẫn cần đáp ứng thêm các điều kiện khác thì tiền giấy mới trở nên phổ biến. Sự chuyển đổi sang tiền giấy. Hoàng đế Tống Thái Tổ trị vì từ năm 960 đến 976 đã tiêu chuẩn hóa đồng tiền Trung Hoa trên toàn quốc bằng cách loại bỏ các đồng tiền khu vực. Đồng tiền mới được gọi là Song Yuan Thông Bao, báu vật lưu hành chính của nhà Tống, nhưng nhanh chóng gặp vấn đề. Đến năm 1080, đã có 5 triệu chuỗi Song Yuan Thông Bao lưu hành, con số quá lớn. Chỉ được pha vào lượng lớn đồng tiền lưu thông, dẫn đến lạm phát trầm trọng trong nền kinh tế của nhà Tống. Ngoài việc mất giá của đồng tiền, một số yếu tố khác cũng thúc đẩy việc sử dụng tiền giấy.
Thứ nhất, nhu cầu đồng, đồng thau và sắt cao đã dẫn đến khan hiếm nguyên liệu đúc tiền. Sắt và đồng cần thiết cho vũ khí và công cụ của đế chế đang mở rộng, trong khi đồng thau là một hợp kim một phần của đồng. Khi người Trung Quốc sử dụng các kim loại này vào các mục đích khác ngoài đúc tiền, họ bắt đầu nhìn nhận tiền không có giá trị cụ thể, mà chỉ là phương tiện thanh toán và trao đổi. Một khi quan điểm này được chấp nhận, việc chuyển tiền sang tiền giấy là điều không thể tránh khỏi. Việc chuyển đổi sang tiền giấy sẽ không thể thực hiện được nếu không có công nghệ thích hợp. Việc phát minh ra máy in di động, có lẽ của kỹ sư Bissen vào thập niên 1040 thời nhà Tống, cùng với kiến thức hiện có về sản xuất giấy, đã biến tiền giấy thành hiện thực. Thật tiếc khi chúng ta không còn nguyên mẫu của tiền giấy sơ khai, nhưng các văn bản thời bấy giờ có mô tả quy trình sản xuất và hình dạng của chúng. Các tờ tiền được đánh dấu giá trị và trang trí bằng cảnh vật và biểu tượng thời đại. Một đặc điểm thú vị của tiền giấy ban đầu ở Trung Quốc có thể góp phần vào thành công và thất bại của nó là tính phân cấp. Thay vì tiền tệ thống nhất, có nhiều vùng tiền tệ trên đế chế mà các quan chức địa phương phát hành theo sự cho phép của hoàng đế. Loại tiền sớm nhất là Chaozi ở Tứ Xuyên, được công nhận là khá thành công. Năm 1160, loại tiền giấy Huizi đầu tiên được phát hành bởi vị hoàng đế đầu tiên của triều đại Nam Tống. Sau này thì Huizi đã trở thành loại tiền phổ biến và quan trọng nhất ở Trung Quốc. Huizi có nhiều khía cạnh tiên tiến, các hoàng đế phát hành theo từng đợt có thời hạn cố định để chống lạm phát và làm giả. Giữa những năm 1168 và 1264, đã có 18 loạt Huizi được phát hành. Huizi được gắn với đồng tiền đúc, với một Huizi bằng một quan. Các mệnh giá nhỏ hơn tương đương với phân nhỏ của một chuỗi. Huizi được hỗ trợ bằng bạc, nên giá trị lý thuyết không vượt quá trữ lượng bạc. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo nhà Tống cuối cùng đã in quá nhiều so với bạc dự trữ, gây mất giá và lạm phát nghiêm trọng. Tiền giấy sơ khai ở nơi khác. Đối thủ chính của nhà Tống ban đầu là triều đại nhà Kim của người Nữ Chân ở Đông Bắc Trung Quốc. Người Nữ Chân cuối cùng đã chinh phục miền Bắc Trung Quốc và đánh bại Nam Tống. Từ năm 1127 đến 1234, họ cai trị phương Bắc, tuân theo chính sách duy trì văn hóa và kinh tế từ thời nhà Tống. Người Nữ Chân bắt đầu phát hành tiền giấy vào giữa thế kỷ 12, dựa trên tiền của Nam Tống. Khái niệm này tiếp tục được kế thừa khi người Mông Cổ lập nên nhà Nguyên vào năm 1271. Trong khi phương Đông tiến bộ về tiền giấy, phương Tây vẫn còn rất lạc hậu. Mặc dù cũng có một số đổi mới, hiệp sĩ dòng đền ở châu Âu là những người đầu tiên phát triển tiền giấy sơ khai. Các nhà thờ ở Tây Âu đóng vai trò ngân hàng cho hiệp sĩ dòng đền, những người phục vụ người hành hương đến các vùng thánh địa trong các cuộc thập tự chinh của thế kỷ 13. Người hành hương gửi tiền tại nhà thờ hoặc lâu đài của hiệp sĩ, nhận giấy biên nhận, rồi đổi lấy tiền kim loại khi đến nơi, trừ một khoản phí nhỏ. Ban đầu, hiệp sĩ dòng đền tránh bị buộc tội cho vay nặng lãi bằng cách không tính lãi, nhưng họ vẫn bị tòa án dị giáo điều tra vào năm 1312. Ý tưởng tiền giấy ở châu Âu tạm thời chết đi cùng với tòa án dị giáo, nhưng lại được hồi sinh nhờ con đường tơ lụa khi các thương gia châu Âu tiếp xúc với tiền giấy của người Mông Cổ. Vào cuối thời Trung Cổ, ý tưởng về tiền giấy đã lan đi khắp con đường tơ lụa. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!